Thưa sư, con người hay con thú khi còn sống thì có năm uẩn, trong đó có sắc uẩn. Nhờ sắc uẩn nên nghe được, thấy được. Nhưng khi những vong linh chết rồi không có sắc uẩn, vậy tại sao họ vẫn thấy mình hay nghe mình nói được? À, và những vong linh thì còn lại mấy uẩn? Ai nói với quý vị là vong thứ nhất là cái từ vong linh, trong Phật giáo thì không dùng từ vong linh. Cái mà mình gọi là vong linh á là các cái hàng ngạ quỷ. Các hàng ngạ quỷ á, họ vẫn có sắc uẩn bình thường, chẳng qua là mình không thấy được. Xin lấy ví dụ, chúng ta có thể nhìn thấy những cái vật nó tương đối nó thô, nhưng mà quý vị có thể nhìn thấy những cái con vi khuẩn ở trong không khí không? Không có. Nhưng nó có tồn tại đúng không? Không nhìn thấy. Rồi nếu mà quý vị nói nó nhỏ quá, nó cần cái lớn hơn. Rồi, ánh sáng. Quý vị có thể nhìn thấy được ánh sáng. Mình biết ánh sáng có tồn tại. Bằng cách nào? Bằng cách nó phản chiếu hình ảnh khi mà nó rọi vào vật thể. Nhưng nếu như ánh sáng đi trong không gian, không có những hạt bụi nó cản, tức là trong ánh sáng mà đi qua cái môi trường chân không, mình có thấy được ánh sáng không? Như vậy thì ánh sáng có tồn tại không? Rồi, sóng điện thoại có thấy được không? Nó có tồn tại không? Cái sóng đó vẫn là vật chất nha, chứ đừng có nói sóng đó là phi vật chất cả. Sóng nó vẫn là vật chất ấy. Nhưng cái vật chất đó nó nằm ngoài cái khả năng nhìn thấy của cặp mắt người. Đó là những cái ở xã hội loài người mình á, mình có thể xác nhận được. Thì các cái loài ngạ quỷ, cái hình tướng của nó thì cái gọi là cái sắc vật chất để cấu tạo nên cái loài ngạ quỷ á, nó cũng thuộc cái phạm trù mà mắt người không thể nhìn thấy được. Mắt người muốn nhìn thấy được thì vì đó phải có sự rèn luyện nội tâm bằng cách tu chứng đắc thiền định và có được cái thiên nhãn thông, thì khi đó vì đó mới có thể nhìn thấy. Nó giống như mình muốn nhìn thấy con vi khuẩn thì mình phải có cái kính lúp, kính hiển vi mới thấy được, chứ không phải là cái gì mình không thấy rồi mình nói là nó không có sắc uẩn thì nó kẹt lắm. Còn cái gọi là cái chúng sinh mà gọi là vô sắc giới đó, thì nó lại là cái chuyện khác. Tại vì ở cái cõi đó đó, gọi là nó nói thẳng là nó không phải là một cõi nữa. Tại vì nó đã là vô sắc thì đó đâu có cái cõi. À, chẳng qua là khi mà xếp thì mình chia ra như vậy thôi. Chứ còn bản thân họ thì cũng không có cõi. Cho nên á, Đức Thế Tôn mới xác nhận rằng khi mà chỉ khi có Đức Thế Tôn á, thì Ngài mới nói và chúng sanh mới biết là có cái cõi vô sắc giới. Bởi vì cái cõi đó nó không có sắc, nó không có sắc uẩn. Thì đó là cái cảnh giới là đặc biệt. Nhưng mà sư nói thì sợ mất công là quý vị rối nữa. Mình nói ở cái cõi người đi cho nó thấp. Tại vì muốn lên trên đó là phải chứng thiền vô sắc. Nó gọi là cái gì ta? Nó xa lắm. À, nó xa lắm.